Hey, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh NT Channel. Và hôm nay, wow, chúng ta đang có một cái sự kiện vô cùng đặc biệt và thú vị luôn. Đây các bạn à, anh em nào mà chiến đấu thì chúng ta có thể nhận được cả Miss Thi nha. À, trứng Miss Thi, các bạn thích chọn con nào thì chọn. Ôi trời ơi, quá tuyệt vời ông mặt trời. Bây giờ thì mình sẽ cố gắng nỗ lực để có thể mang các em đáng yêu và dễ thương trở về. Ở đây thì mình sẽ mang rồi bé bốn mùa ra nha. Đây, sức mạnh vô cùng bá đạo đến từ bé bốn mùa luôn. Sóc đam cực mạnh, 57.000 là lượng sát thương đến từ bốn mùa các bạn à. Quá tuyệt vời luôn đúng không nào. Còn khoảng 3 tiếng nữa là mình sẽ đại chiến tới cái khu vực đó rồi đó. À, tới cái chỗ mà căng căng gây cứng rồi. Và bây giờ thì hôm nay mình sẽ review nhẹ cho các bạn xem về một em đẳng cấp là Mitty. Đây, bá vương Mitty các bạn à. Con này nhìn nó rất là bá đạo luôn, cho nên mình đặt tên cho nó là bá vương. Đó, cùng với hai anh bạn nữa, đó là thiên thần Kỳ Lân cùng với Châu. Đây, như mọi người biết đó thì đội hình của mình đó là không phải dạng vừa đâu. Đầu tiên chúng ta sẽ bắt xê nhẹ, cũng như gọi là cưa cẩm tên bạn nè. Lưỡi sát thương thì khỏi phải bàn rồi. Đây, bá vương và tuyệt chiêu của chú ấy sẽ là Light Dreams. Knock out luôn, quá tuyệt vời, 20k. Thuộc hàng Mitty cho nên chú ấy sức mạnh cũng khá là bá đạo. Một thanh kiếm như được quơ luôn. Wow, ấy cha bị bốc hơi rồi man. Sao bạn mạnh dở vậy? Cưa nhẹ cái nè. Ây cha cha, Elvin. Em này còn gọi là hoa cỏ mùa xuân nè. Một trong những em heroic khá là mạnh luôn. Còn mình thì cũng không phải dạng vừa đâu. Kỳ Lân đâu rồi? Lao ra và thể hiện xíu nghe. Quả tuyệt vời. Victory. Ok, lụm chiên. Tiếp theo là mình sẽ đi trêu ghẹo một cái anh bạn gì đây. Đội mũ khá là gọi là ẩn thân ha. Người ta gọi là gì? Thân phận. Gọi là thân phận tiềm ẩn à, hay còn gọi là ẩn quá mình tìm mà tìm hoài chả ra. Ok, Mitty luôn. Wow, để mình bắt xê nhẹ bạn Mitty này xem coi ai sẽ mạnh hơn nè. Ca này hơi căng. Thôi nhờ tới bá vương Mitty đi. Đây, các bạn thấy cái chú này như thế nào có thể comment cho mình biết nha. Và có cái tên nào hay thì đừng ngại comment vào bên dưới video để mình sẽ đổi tên cho cái bé này nghe. Ca này nó hơi căng một chút xíu à, mình sẽ nhờ đến Kỳ Lân. Sau khi Kỳ Lân đã cưa cẩm rồi thì banh sát thằng Kỳ Lân luôn rồi. Mình sẽ cho tới Mitty bá vương, Laura và khả năng thanh kiếm tử thần vừa được thi triển và chúng ta mém hạ được. Mém hạ được luôn. Wow, con này phải nói rằng đẹp từng cm luôn các bạn à. Ấy cha cha, đây là heroic mới kia. World Fist. Con này là mình khều còn hai cái luôn mới ăn được. Wow, và mình sẽ đây, tuyệt chiêu đinh ốc. Victory. Một chiến thắng nhẹ nhàng. À, anh bạn tiếp theo là hốt anh bạn này đi, râu nhiều nè. Râu nhiều mà còn dài nữa man. Wow, bây giờ thì mình sẽ thử Coco hả. Cưa nhẹ đi. Hôm nay là mình bộ phim này dành cho các em Mitty cho nên nó là ưu đãi em ấy một chút xíu nghe. Đây, bả vương lực. Ồ, đôi cánh nhìn rất là quyền lực nha. Wow, còn bây giờ thì mình sẽ sóc đam nhẹ cái đến với thiên thần Kỳ Lân. Ây cha cha, ca này căng ngờ nghiêng. Mình đam luôn nhưng mà dường như là sự sát thương nó không đáng kể các bạn à.
lượng sát thương không đáng kể luôn á. Lên vẽ vẫn không hạ được, cần một chút xíu thôi là mình hốt được rồi. Nhờ Châu mũi khoan đi. Và anh bạn Châu mũi khoan của mình là hốt tắt thở ra nè. Anh bạn Silly hả? Rồi ok, chúng ta sẽ làm gì đây? 22. Wow, và mình được đam luôn nè. Lên dĩa victory nha. Ok. Và ở đây mình chỉ đấu được có 3 hiệp thôi. Chúng ta còn đi thu một ít vàng nha. Đây. Wow. Để mình xem coi. Những cái điểm màu đỏ đỏ vẫn còn hiện lên là chúng ta vẫn có thể kiếm được điểm để chơi sự kiện. Rồi đã hết rồi nè. Hiện tại mình đã kiếm được 600 điểm. Con đường mình cần phải đi là đường bên đây. Điểm càng ngày thì nó càng lên cao, nó càng tốn nhiều. Và còn có 3 ngày nữa, 3 ngày 1 tiếng nữa là hết sự kiện này rồi. Rồi và bây giờ mình sẽ đến với để mình xem coi. Chúng ta sẽ cùng nhau vào khu vực A. Mình sẽ mang bé đá quý nha. Đây. Rất là kết con đá quý luôn. Và chúng ta sẽ thử xem sức mạnh của đội hình khá là ấn tượng này. Bởi vì tiểu thư đang lao ra và tuyệt chiêu đang được đam luôn. 30.000 tới luôn. 31 các bạn à. Wow, Cassia. Ê cha cha. What, baby tiểu thư bị hạ luôn rồi. Cây dễ sợ nghe. Nhưng mà không sao, bây giờ thì mình sẽ cho chiến binh băng giá này chắc chịu đựng được mà. Rồi, lão già 4 sao. Ôi trời ơi, 4 ngôi sao vàng lấp lánh luôn kìa. Để xem coi mình cưa nổi không. 17. Rồi ok. Mình sẽ hạ được cái con này các bạn. Đây. Đã quý và chúng ta sẽ bật luôn cái chiêu đam cực mạnh. 15k. Victory. Wow. Trận này thì chúng ta sẽ nhờ lão già râu dài ra đại chiến nha. Wow. Action. Lão già râu dài của mình hiện tại cũng được một ngôi sao vàng rồi, cho nên tính ra thì cũng ổn. Và mình sẽ nhờ tới chiến binh, bạn gọi là chiến binh băng giá. Ê cha cha, tới luôn. Vẫn không hạ được con Sashi này, khá là mạnh. Ok, lên đường. 12.900. Cái này là thần xương giá hả? Ồ, khá là đẹp các bạn ơi. Đôi cánh gọi là đôi cánh lửa luôn. Rồi, chúng ta sẽ đến với thần xương giá. Gọi là chiến binh giá chơi với xương giá luôn. Đây. Hơi bị thú vị luôn. Tên bạn còn 22. Trận này có bộ khó rồi. Trận này khó thiệt rồi các bạn ơi. Oh my god, vậy luôn mà không hạ được. Rồi, đá quý sẽ lao ra và chúng ta xem thử nha. Tuyệt chiêu đến từ đá quý. Đây bạn còn vỏn vẹn một con ha. Willan. Oh my god, tiêu rồi. Tính ra là đội hình này của mình không cầm cự nổi. Đai ruồi. Wow. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ làm cái... đúng rồi, để xem coi.
hòn đảo like, mình sẽ cố gắng mình like ra một cái em đẳng cấp là cấp E nha. Đây. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa đăng ký kênh HNT Channel thì nhớ bấm vào cái nút đăng ký kênh và mở thông báo hình cái chuông lên nha. Để khi mà mình ra video hay là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui. Và đừng quên cho mình một like ủng hộ với để cho mình có động lực mà ra nhiều tập mới cho các bạn xem nha. Wow, các anh em hãy cố gắng nè, thu hoạch vàng và điểm để chơi sự kiện tiếp theo nha. Sự kiện tiếp theo cũng khá là đặc biệt đó. Rồi, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.